Trong quán mình có Bill Gates tới 4 mấy bạn. Chào mọi người trở lại channel của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một tựa game đó. Tập trước thì mình đã mở được một cái công ty gọi là công ty xe bus đúng không? Hôm nay mình sẽ mở thêm một cái quán cà phê các bạn. Quán cà phê. Và hôm nay mình sẽ kinh doanh cà phê. Mình cũng tại mình cũng thích uống cà phê các bạn. Đó, nên mà thích thì mình làm thôi. Ok, mới vô thì sẽ chỉ mình là một cái bàn đây đây. Và mình sẽ mua tùm lum thứ và hai cái này là cái quầy bar nè các bạn. Mình sẽ quầy bar để đó là thấy xấu rồi. Một cái ghế. Ủa, gì có mới vô chứ có người à. Vậy. Mới vô mình sẽ bán trà các bạn. You first go to the coi mình ok. Mình sẽ mới vô mình sẽ bán trà chứ mình chưa có cà phê, quá nghèo. Và chỉ có một người thôi. Hai người đứng nhìn nhau nói như một con điên. Cứt. Ok. Bán có thử rồi cũng ghi được ra kia đúng phải. Ok, mình sẽ được một đồng. Wow. Mình sẽ có một cái máy gọi là cái máy và kem, nói chung là kem mấy bạn. Order will be done in 5 minutes. Ok. Lên cấp U mình sẽ có được một cái bà già với lại cái quầy bán kem bạn và được 580 đó. Ok, mình sẽ bỏ ra nhiều thêm cái này nữa bạn. Sẽ mua và mình sẽ mua nhiều lên. Kiểu như mình thích mấy cái quầy nào mà nó bartender mà nó già ra tới bên này luôn. Đó. Ủa hết rồi hả? Phải. Phải, mình sẽ mua thịt. Chào quý khách. Vô đi quý khách. Đấy. Mình sẽ để liên tục luôn. Đó. Muôn cụ. Phật. Quá dữ. Trời ơi, đẹp liền, cô uống gì cô? Một đồng. Ủa, mua hết tiền rồi bạn. Ây dạ, mua hết tiền rồi. Thêm một đồng rưỡi nữa và tuyệt vời. Ủa, có bụi cây không? Không có bụi chuối nha. Hú hí bụi chuối. Ủa, bên này có mấy con gì không? Ra tới nơi. Chả biết ứng rồi. Ừ, được 50 kinh nghiệm. Nói chuyện các bạn. Ngon, thêm 2 đồng rưỡi nữa bạn. Ồ, cái này là hoặc là sẽ có người đến bạn. Tăng giá, đập giá lên. 2 đồng luôn. Chi hả? Chi cũng phải 2 đồng. Ok, mình sẽ mua mấy cái máy. Chết cha không đủ rồi. Không bạn, mình không thể mượn ngân hàng được. Đành chịu thôi bạn, mình phải mượn ngân hàng rồi. Mượn ngân hàng cho. Ấy. Ây da. Ứng lộn. Unlock now. No. 3 đồng. Bố mắc nè, uống không thôi về. Tại quán của mình ở đây có mình tao à. Mình tao là bán à, hiểu không? Mình tao không chạch ở gì à. Nó kêu mắc quá. Ứng lộn không? Đó, hợp lý không? Giờ mình xin chỉnh giá đó. Hợp lý không? Ở cái này đúng rồi. Ờ, hai đồng đúng rồi. Được chưa? Con mẹ. Không uống thôi, về. Ui, có tivi. Ui. Giờ mình ngồi nhìn ba này uống. Ui, xanh. Mình sẽ mua tivi giải trí. Không, gắn đây nè. Mình sẽ cho mọi người xem. Ngon. Trời. Đã vai. Sướng này. Basic machine. Ôi hết tiền. Ủa mắc vậy luôn hả? 300 mé ơi. Mình sẽ để bên đây. Mình vô không? Để. Mình vô thì qua lấy nha. Phá được mấy bọn. Wow. 300 đúng đồng. Ngon. Ngon. Sẽ được một cái ơi 100 đồng ngon 100 dâu rồi hình thằng này đại gia bạn. Rồi mình sẽ mua cái máy kia bạn. Đây máy phục vụ, máy xay americano gì là gì mà nhiều. Giá rẻ hả? Hồ
mình sẽ có một cái món mới bạn. Mary no wood meal. Hello. Chú cảnh sát. Cupcake. Cupcake, cupcake. Mình sẽ đọc cái giá này. Không được, mắc quá. Trong khoảng màu xanh là nó vừa bạn. Thì tìm ra công thức mới bạn. Cà phê. Đây. Chứ đâu. Nó đây chứ đâu. Double espresso. Hai cái này luôn bạn. Nó xay nhiều thứ. Dọn dẹp cái rồi. Lấm tiền. Lên này. Ôi này ra đúng rồi. Đây nè, đó. Không bán giá rẻ nha, bán giá đúng nha. White cafe cái này mình không biết. Ồ cái này lên mình sẽ coi có cái máy nào không có vậy. Nhà mình chỉ có bán thôi. Ê, giờ mình mới nhận ra là quán mình không có nhà vệ sinh bạn. Vậy. Bí mật. Nhà vệ sinh giấu đâu vậy? Cái quần què vậy, sao mình đứng đó mình làm gì ấy? Pray for free. Mất. Ê chà, quên. Nó chạy tốc độ siêu nhanh luôn nè, tốc độ của Flash. Nó nhiều máy. Ray. Game này nó Noel được nè các bạn. Không biết cái công thức của cái đo hay là mình thiếu máy ta. Không biết luôn. Em cần phải học bài. Không dám uống cà phê. Đục nhóc ghê. Nhóc mày order nhiều nhóc. Ô chào chị. Hello chị, khỏe không chị? Ôi mấy mày uống nhiều vậy. Lẹ chị ơi. Muốn lên cấp chị ơi. Bill Gates hả? Trong quán mình có Bill Gates tới uống mấy bạn. Wow, Bill. Chào Bill Gates nha. Trời ơi, tỷ phú tới uống quán em kia. Ủa sao mãi mà nó không lên kinh nghiệm mà. Vô lý nha. Tao chỉ cần kinh nghiệm. Cài cho tao không? Tại bao nhiêu? 3 đồng. Ba. Mà Bill Gates nói tiền gì vui thế. Còn 3 cấp nữa. Alo. Đây. Nó ở đây bạn. Yes. Có rồi nha. Có công thức bro rồi nha. Năm đô tám. Yes. Mono. Đô xanh Roma. Yes. Cuối cùng lên cấp 4 rồi. Yes. Ok, trời. Ngon, mình sẽ có cái bàn gì 4.000 vậy. Ồ, đậu xanh á. Đu, service table. Mình sẽ đặt nó đây nè. Ngắm cảnh. Ai thích ngắm cảnh thì ra nha. Ngắm cảnh hàng năm á. Tôi cần cái ghế. Này, ai muốn ngồi một góc thì ngồi. Mua cho 2-3 cái rồi đó. Ngồi thoải mái đó. No me. Đây. Ở đây chứ. Đây. Nói nãy giờ mà đổi giọng đúng không? Cay thiệt. Cái service này thì mình không biết nha. Cái bàn này mình chả biết. Cho nó khỏi ra đi. Ok, để đi. Mình sẽ có một vài thứ như là symbol để cho rồi. Top and chef là cái mà nó để này rồi. Thấy không? Cái này mình không biết là sao nữa. Chắc này là cái chân đó. Để cứ để đi.
dụng cụ. Mình có nhiều, khá là nhiều dụng cụ đây. Gì vậy? Mình sẽ mua cái này, cái này mà được vậy. Ok, mình sẽ ấy quăng này đi. Cái này mình sẽ bỏ một cái gì đó vậy. Đây, để đây. Đó, vừa luôn. Ok nha. Rồi cái gì? Ghế quay. Quay ghế. Lấy tay quay, không phải quay tay. Mình sẽ có cái này. Được. Nhiều tiền mà. Yes. Đẹp liền không? Hết tiền, hết bạc. 4 luôn. Quán đông nha, Bill Gates vô luôn nha. Hay he. Chết bà. Quên mất cái chi kế này. Hồi nãy giờ làm lại tiền. Holy shit. Ủa sao mấy này không được nha. Mở nó. Ây da, hơi khó nha. Khó nha. À, mình sẽ có công thức mới. Would cannamon and admit to hin 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 hin. Cái này là cái gì? Ok bạn, tập này mình chơi nó ha. Nếu bạn thích thì video này hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Và các bạn có thể thấy game này cũng thể đón Giáng sinh nha. Ok, bye bye. Cái quán của mình cũng khá là giàu rồi nha mọi nhớ bạn. Đấy. Khá là nhiều mà sao mình không hiểu sao mấy ba cái bàn này là nói không phục vụ. Đúng rồi. Chán thật sự. Ok.